Câu chuyện tiếp theo là một cái câu chuyện cũng rất là buồn về chuyện tình của một chàng rapper ở Cần Thơ. Anh này kể, hồi cái khoảng thời gian năm 2007, lúc đó anh có quen với một người con gái. Sau khi mà hai đứa quen nhau tầm khoảng một năm, đúng vào cái ngày kỷ niệm một năm thì hai đứa có giận nhau. Trong cái ngày hôm đó luôn, giống như cả hai đang đi chơi với nhau để mà ăn kỷ niệm thì tự nhiên hai đứa mới cãi vã, rồi cô đó mới bỏ đi một nước một luôn. Sau khi hai người cãi nhau như vậy, cô đó đã bỏ đi rồi, còn anh thì rất là buồn, cho nên anh mới quay lại một cái quán nhậu để mà ngồi trong đó cho đỡ buồn. Đang ngồi nhậu thì anh nhận được một cuộc điện thoại, mở ra thì thấy đây là cái số điện thoại của cô người yêu mình, nhưng mà đầu dây bên kia là một người nói chuyện chứ không phải là người yêu của mình. Khi mà bắt máy lên hỏi là ai vậy thì cái người bên kia mới trả lời, người đó mới hỏi là alo, có phải số này là số của anh Tài hay không vậy? Thì anh này cũng trả lời là đúng rồi. Cái người kia người ta mới nói, bây giờ anh đi xuống đường 3 tháng 2 lẹ đi, hiện tại ở đây có một cái cô gái cổ đang bị tai nạn giao thông rất là nặng nè, người ta đã truy tìm ra được cái số điện thoại của anh đó, rồi bây giờ anh phải chạy tới đó lẹ đi. Lúc này nói chung là cũng hoảng hồn hết rồi, cho nên anh mới tức tốc chạy xuống 3 tháng 2 để mà coi cái hiện trường tai nạn như thế nào. Khi mà chạy tới thì mọi chuyện không còn kịp nữa rồi, tại vì cái cô bạn gái của anh đã bị tai nạn rất là nặng, đang nằm hấp hối trên đường. Lúc này thì cổ cũng còn thở nha, cổ mới nói một cái gì đó thều thào ở trong miệng, nhưng mà nói rất là nhỏ, phải căng cái lỗ tai ra mới nghe được cổ nói cái gì. Ở ngoài trời thì mưa rất là lớn. Sau khoảng vài phút thều thào ráng nói ra được cái câu nói thì anh mới nghe cái cô gái này nói được một cái câu vậy nè. Cổ mới nói là anh ơi, nếu như mà ngày hôm nay mình không giận nhau, nếu như mà bữa nay ở ngoài trời không có mưa thì chắc chắn là hai đứa mình hạnh phúc lắm phải không anh? Vừa nói xong cái câu đó trong cái sự yếu ớt thì cô này cũng bắt đầu tắt thở và chết ở trên tay của anh luôn. Và kể từ sau cái vụ việc đau lòng năm đó, nhiều năm trôi qua thì anh vẫn sống như vậy, không có quen ai được hết trơn á. Nói chung thì cũng có tìm hiểu rồi tiến tới với một vài người, nhưng mà chỉ sau vài ngày thôi, những cô đó bắt đầu chủ động chia tay với anh với cùng một cái lý do thôi. Mỗi lần mà những cô bạn gái của anh muốn lấy lý do chia tay, những cô đó đều hỏi anh cùng một cái câu hỏi thôi. Mấy cô đó mới hỏi là anh, bộ anh đã có cái người yêu cũ, đã chết rồi hả? Tại vì người ta cứ hiện về hoài à, người ta không có cho em quen anh. Thôi thì bây giờ anh tìm người khác quen đi nha, mình chia tay đi anh. Lúc này thì người ta nói lời chia tay, anh cũng chấp nhận thôi chứ biết làm sao giờ. Và anh chỉ nghĩ đơn giản, chắc là do người con gái đó còn thương anh quá, cho nên cổ mới đi theo anh vậy thôi. Bẵng đi một thời gian, cho tới năm 2010, cái lần đó thì anh có đi làm cho một cái công trình. Đang làm trên giàn giáo thì cái giàn giáo nó đổ xuống, khiến anh bị tai nạn lao động. Cũng hên là cái lần đó anh có đeo thêm cái dây bảo hộ nữa, cho nên anh không bị rớt xuống đất. Tuy nhiên là lúc này cái đầu của anh nó vẫn bị đập vào cái thành tường nha, nó đập vào cái lan can. Cho nên là sau khi cái đầu anh bị đập vào lan can thì anh bị bất tỉnh nhân sự luôn. Sau đó thì anh không còn biết gì nữa cả, và anh cũng không biết ai là người đã đưa anh vào bệnh viện luôn. Tuy nhiên kể từ sau cái lần chấn thương đó, anh mới cảm thấy cái con mắt bên phải của mình nó có thể thấy được người âm. Và cũng kể từ cái lần đó, anh cảm nhận rất là rõ, và anh thường xuyên thấy cô này cứ đi về lởn vởn bên anh hoài à. Cho nên lúc này anh đã xác nhận chắc chắn rằng cô đó vẫn còn đi theo anh. Kể từ sau cái lần đó, anh cũng đã sống một mình cho tới khoảng 3 năm sau, là vào năm 2013 đó. Trong một lần anh đi vô chùa để mà cúng Phật, anh đã vô tình gặp được một cái ông sư. Và ông sư này là người nước ngoài nha, hiện tại thì ông sư đang qua Việt Nam để mà đi du lịch thôi.